Vâng, xin chào tất cả anh em chơi Audio Toàn Quốc. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Lin Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ cho em một like, một đăng ký để kênh ngày một phát triển hơn, cũng như là em sẽ ra được nhiều những video hay để gửi đến cho anh em yêu thích những dòng audio vintage hoài cổ. Vâng, thì hôm nay xem tiếp tục lại đưa đến cho anh em một mẫu âm ly Sunsui 8080 trơn. Thì đợt hàng này về thì bên em về đầy đủ tất cả các mã từ 7070, 8080 đến 9090, thậm chí là 90DB. Đó, thì thật xin lỗi anh em là hai dòng hot nhất đó là dòng 90DB, 9090DB và 9090 trơn thì khi em chụp ảnh xong thì đã chốt khách, đã bán ngay cho khách rồi. Thế nên là không có thời gian để lên clip cho anh em. Thế đâu còn hàng 8080 thì hôm nay em mới có thời gian rảnh để quay clip cũng như là test sản phẩm để cho anh em. Tại vì đã lâu rồi, vì hàng 90DB bây giờ thực sự là rất là khan hàng cũng như là giá lên từng ngày anh em. Còn đâu anh em có thể cân đối về giá cả cũng như là chơi những cái phân khúc tầm dưới hơn một chút, đó là 8080, một lựa chọn rất là hợp lý để anh em chơi những bộ âm ly những cái dòng âm ly receiver cổ này để kết hợp với những loa Pioneer cổ mắt cáo, hay là những cái dòng kể cả JB đánh với Sunsui 80 cũng rất là hay. Nên vì sao những cái dòng hàng dòng này luôn trong tình trạng cháy hàng anh em nhá. Hàng là phải nói là hàng đẹp, chứ không nếu mà hàng xấu thì chơi người đã chơi những cái tầm hàng này rồi. Em bán rất nhiều những ông anh khách kỹ tính, thực sự là chơi những cái dòng này người ta kỹ từng tí một, thậm chí từng cái vết một, thậm chí đến con ốc người ta cũng để ý có phải ốc zin hay không. Đó, thì cái nhu cầu đấy cũng là thiết yếu vì những cái dòng âm ly này rất đắt tiền và người ta chơi mang tính chất sưu tầm nhiều hơn là giá trị người ta bỏ tiền ra. Đó, thế nên là bên em chọn là chọn hàng đẹp. Đấy, đã xấu là không làm, đẹp em mới làm. Thế nên là anh em có thể em sẽ quay chi tiết về cái con âm ly này và giới thiệu sâu hơn về dòng 8080. Thì Sunsui 8080 này thì cũng được sản xuất vào những đầu những năm 83 đến 85, khoảng thời gian đấy em không nhớ chính xác, nhưng mà đây là một dòng có thể nói là rất là hay ở trong cái tầm tiền. Nếu mà anh em phân khúc giữa lựa chọn giữa 9090 và 8080, tại vì nó vênh nhau một số lượng tiền không hề nhỏ anh em nhé, giữa khoảng ít nhất khoảng mười mấy triệu giữa 8080 trơn và 9090 trơn, chứ em chưa so với 90DB. Đó, thế nên là về chất âm thì 8080 này được mặc định nhá, được mặc định và rất nhiều anh em yêu thích để ghép với những dòng như Pioneer 88 AFB. Đó là một trong những dòng rất phù hợp để anh em ghép 8080. Đó. Về chất âm cũng như là về hình thức thì mọi thứ có thể nói là tuyệt đẹp về con âm ly này. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt đầu tiên là cái mặt âm ly là cái em có thể nói là cuốn hút người nhìn nhất và người ta yêu thích những cái dòng âm ly này là bởi vì cái mặt nó quá đẹp, cũng như là cái đèn radio. Đó, em sẽ bật đèn lên để anh em có thể nhìn thấy. Đó, nó sẽ có đèn loát, có đèn loát sơ le nhảy này, Rotex nhảy màu xanh luôn. Máy đã báo hoạt động, đã bắt đầu hoạt động được. Còn đâu về tất cả những bóng bánh zin ở trên đèn này, anh em có thể nhìn tổng thể âm ly này, không một điểm trừ luôn. Đèn zin nhá, hai kênh trái phải đều sáng này, như là đèn hai cái đèn single này cũng như là đèn turning đều báo sáng hết. Còn đâu về mặt nhôm phay, con này sử dụng mặt nhôm phay cũng như là núm phay đều còn rất là kem, đẹp như mới xuất xưởng luôn anh em. Đẹp từ núm nút này, em quay rất là chậm để anh em có thể nhìn và soi thật kỹ về tất cả những cái đường nét trên chiếc âm ly này. Tại vì nhiều khi ảnh thì anh em nhìn nó không được thực tế cho lắm. Còn đâu nếu mà em đã quay đến cái tầm này rồi thì không một điểm nào chê trách nếu anh em mua sở hữu. Tại vì em biết rất nhiều anh em ở xa mua và muốn được gần như được chứng kiến, được sờ đầy đủ chiếc âm ly thì mới ưng. Còn đây là vỏ zin anh em nhé, đây là vỏ gỗ zin mà đã được spa lại. Cái này thì tình trạng hàng spa thì cái chuyện rất là bình thường rồi. Thậm chí vỏ mộc về cũng rất là đẹp. Như là bên em đây, tem mác này, tem bán hàng vẫn còn đầy đủ luôn. Thậm chí là bên hông này nó còn giữ được cái tem của nhà sản xuất. Tem này thực sự là hiếm, ít những con còn giữ được cái cao thần, cái
cái tem này, nhưng con này còn giữ được đều hai bên tem nhá. Đó, con đôi vỏ gỗ này xuất sắc. Bộ này thì không chê được rồi anh em, đẹp. Đấy là tổng thể xem ly, đây là hình thức bên ngoài, đây là hình thức bên ngoài của xem ly sân xui 8080. Đó, anh em có thể nhìn kỹ lại một lượt nữa tất cả những cái núm nút mặt mũi. Còn đâu về nội thất em vẫn sẽ quay cho anh em, nhưng bên em thì sẽ bao cho anh em về chất lượng. Đó, bao cho anh em về chất lượng. Bất kể anh em nào biết về máy móc, em sẽ mở ruột ra để anh em xem. Biết về máy móc cũng như không biết thì có thể tìm hiểu tham khảo, tại vì rất nhiều những cái video clip những cái shop khác cũng đã hướng dẫn cho anh em làm cái nào để tìm và nhận biết về cách soi hàng chuẩn và chưa được thay tháo. Đó, anh em sẽ nhìn này, tất cả những chân đế ốc này đều có sơn dấu hết, tại vì rõ ràng là không tháo ra cũng như là không phải làm vấn đề gì ở đây thì sẽ không bao giờ người ta tháo ra, nên là sơn dấu vẫn còn. Còn đối với tất cả những cái mạch mạch cũng như là xương sườn của con này, dòng này thì sử dụng sườn trắng, đó, sử dụng nhôm sườn trắng. Đây, anh em thì nhìn đây, máy còn nguyên bụi. Đây, em lau sạch ngay, mấy bãi về đã dọn qua rồi. Tình trạng nói chung về con xem ly này thì rột gan, mặt mũi, vỏ, mọi thứ đều hoàn hảo hết anh em. Đấy, còn dòng này là sân xui 8080 trơn, sử dụng cho mình là 4 sò sắt, anh em nhớ 4 sò sắt Saken tứ quý mô 16, xin lỗi anh em, hãy bảo đọc tứ quý 1 mô 16 sò sắt Saken. Đấy, 4 sò nằm ở đây. Sau cái tản nhiệt này anh em tháo ra thì anh em sẽ nhìn được cái loạt sò nằm ở đây sau cái tản nhiệt này. Đó, anh có về tháo ra kiểm tra, bên em bao toàn bộ về máy móc mà, nên là anh em cứ yên tâm thoải mái, không vấn đề gì cả. Tại vì mình bỏ ra một số lượng tiền không hề nhỏ để mà sở hữu những cái dòng này, và bên em đã kiểm tra hàng thì khẳng định thì mới dám bán. Đó là cái cam kết riêng của bên em. Ok, thì sau đây em sẽ test một đoạn nhạc để em sẽ quay phía sau để hướng dẫn chi tiết hơn với anh em cách cắm rút cũng như là những cái đường tiếng phía sau. Thì phía trước này rất là đơn giản về con sân xui 8080 này, thì quên em lại không giới thiệu, tại vì cũng rất nhiều anh em mới sở hữu lần đầu sẽ không biết về cách sử dụng. Và sau những người nào sử dụng rồi, những dòng 7070, 8080 thì đã biết, hoặc là 9090 thì đã biết được cách sử dụng của nó rồi. Thì đơn giản thôi, phía bên hông này, ở đây đầu tiên là nút power, đây bật nguồn ở đây. Thế xong là anh em sẽ, nó sẽ chơi ở ba kênh là A, B và C, cũng như là chơi được hai cầu, hai kênh cộng nhau, tức là A cộng B và A cộng C. Đây, anh em có thể ghép được hai cặp loa đánh cùng lúc. Còn đâu chơi độc lập là anh em chơi ở ba cầu A, B và C. Đó, nó có ba cầu. Phía bên này sẽ là ba đường chỉnh cho bass, mic và treble. Đấy. Đấy, can thiệp rất sâu vào cái giải này, anh em phải tăng giảm âm lượng theo cái bản nhạc mà mình thích. Phía bên này sẽ là volume kết hợp với ba lăng. Volume sẽ bên ngoài. Đó, còn ba lăng là trái phải đây. À, con này thì có chức năng lau nớt, nó chức năng là lau nớt on hợp đây, cũng như là bên này là chế độ stereo và mono, bên này là cái đường chỉnh cho ba cái giờ tín hiệu vào anh em chơi ở chế độ aux này, hay anh em chuyển ở chế độ am hay fm này, phono này, đây là những cái đường chỉnh. Đó, đúng, bật tính cách luôn, tem sân xui như là cái núm tân đi. Phía bên này sẽ là chế độ của FM muting, anh em phải bấm vào đây, ấn vào đây để bắt FM. Mạch đúc bi này. Phía bên này là hai cái cắt giảm cái tần số của bass cũng như là tép. Đấy, anh em thể thần như là những cái này anh em không bao giờ sử dụng đâu. Ấn vào tiếng giải là tối hẳn đi luôn. Nó không hay. Đó, còn đâu thì chủ yếu là những cái chức năng bass, big treble là những cái thứ anh em hay dùng nhất. Nhiều núm nút nhưng mà chức năng cơ bản thì vẫn là những cái chính này để anh em dùng. Ok, và thì em sẽ quay phía sau để anh em có thể nhìn kỹ hơn về phía sau của chiếc đi này.
Vâng, đây là phía sau của Trimly Sơn Sui 8080. Thì cái đầu tiên anh em có thể nhìn thấy là em đang cắm đường AUX, em sẽ rút ra để anh em xem. Thì cái đầu tiên anh em có thể kiểm tra, mặc dù ví dụ em sẽ bán nhiều máy đi chăng nữa, nhưng mà số series ở đây, đây là số series zin. Thì mỗi máy đều có số series, anh em có thể check về tình trạng máy cũng như là em quay video clip của chiếc Sơn Sui này. Đó, ví dụ em hiện tại em đang có hai con này. Đấy, anh em có thể check ngay series, tình trạng mỗi máy khác nhau nhá. Đó, có thể là hai máy đẹp như nhau nhưng mà em quay con nào như em muốn mua sản phẩm nào, anh em có thể kiểm tra ngay cái số series này. Với số series là 825120210. Đó, đây là chiếc máy này. Và phía sau là tất cả những cái cổng mà anh em có thể là cắm tín hiệu để chơi. Đầu tiên là anh em có thể ý đường AUX này, chế độ phono này, hai đường tape này. Anh em có thể cắm vào tape play, tape rec. Thì đây là những cái căn bản nhất của những âm MIDI server. Còn phía bên cái tải nhiệt lớn này là bộ sò. Đây, nó bọc được bên ngoài là một lớp vỏ sắt, cái vỏ tải nhiệt sắt này. Bên trong vẫn còn một cái tải nhiệt nữa. Đấy, anh em tháo cái tải nhiệt đấy ra thì mới nhìn được cái dàn sò 4 con để đặt ngang ở đây. Đó, sò Saken màu 6. Một sò rất là hay của Saken, mà được sử dụng trên, áp dụng trên rất nhiều dòng ly của Sơn Sui. Còn phía bên này sẽ là hai ba cổng cắm như ở phía trước, đó là A, B và C. Đấy là hai cổng, hoặc là anh em có thể kết hợp chơi A cộng B, A cộng C. Đó. Phía bên này sẽ là tem. Tem của 8080. Cái con này thậm chí nó còn nguyên cả cái tem ni lông mà chưa bóc ra. Đây là ni lông này. Anh em bóc ra nó lại sáng choang luôn. Nhưng mà thôi em vẫn để zin vậy để anh em có thể thích cái bóc. Còn thì 8080 stereo receiver, đây là một chiếc ly được xuất sang thị trường Mỹ, thế nên nó chạy đa cầu điện anh em, mà máy cũng về từ Mỹ luôn. Đấy, anh em có thể nhìn được đa cầu điện này, sử dụng trên toàn thế giới. Công suất nguồn của nó là 180W, cũng như là được sản xuất tại tập đoàn Sơn Sui Electric, được sản xuất tại Sugami Tokyo Japan. Đó, toàn bộ thông số của chiếc ly Sơn Sui 8080. Ok anh em, vậy thì em sẽ test một đoạn nhạc để anh em có thể nghe và test về chiếc ly này. Qua chứ phải là người trong khói đời, cười ra nước mắt xưa chẳng hay gọi tên bằng người, giờ giàu sang quên kẻ thân thân còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên trung thân ta dần đôi mắt nào từng đêm vuốt ra bên chiếu căn tình xa nhiều tiền đổi tay khi ruột con em để chua xót trên lối về dịu trần ai gọi niềm cay chót xa vung lầy nhân thế có tư muộn phiền lên sao bà ăn quên ta tình cũng quên ta nên chân đêm
chót xa vung lầy nhân thế. Có quên ta tình mình cũng quên ta, nên chân đêm thui một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua. Ngày vui tới ôi còn vâng, ok anh em. Anh em được nghe về chất âm rất là hay của âm ly Sơn Sui 8080 và giá cả rất là hợp lý và vừa phải ở cái thời điểm này. Anh em hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 32577, xem có địa chỉ tại 463 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình. Xin được cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại với những video sắp tới.